Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung dự án trung tâm thương mại vào quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đà Nẵng sẽ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030. Trong suốt thời gian qua, chung cư N3B ở Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những thông tin vừa rồi sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Còn sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung dự án trung tâm thương mại vào quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo quy hoạch phê duyệt bổ sung trung tâm thương mại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, trung tâm thương mại tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, trung tâm thương mại tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, trung tâm thương mại tại khu đất xã Ngọc Hồi, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, trung tâm thương mại tại khu đất phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định, gần đây xuất hiện những dấu hiệu tiềm ẩn các nguy cơ tiêu cực cho thị trường bất động sản, như cơ cấu hàng hóa có sự mất cân đối, trong khi nhu cầu của đại bộ phận người dân là nhà ở phân khúc trung, bình và thấp, chiếm khoảng 70%, thì trên thị trường hầu hết các dự án lại cung cấp loại nhà ở cao cấp, thiếu nhà có giá trị bán thấp phù hợp với khả năng thanh toán của đại bộ phận người dân có nhu cầu nhà ở. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ít căn hộ chung cư mới có bán dưới 20 triệu đồng một mét vuông. Tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có tờ trình xin phép Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh đồ án quy hoạch thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sẽ hình thành thêm các khu công nghiệp mới và mở rộng các khu công nghiệp hiện có. Đà Nẵng cũng sẽ điều chỉnh công suất phục vụ đối với nhà ga hành khách quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngoài ra, do đô thị có diện tích hạn chế nên định hướng phát triển hệ thống không gian ngầm nhằm cải thiện năng lực lưu thông cho đô thị, đặc biệt là các vị trí trọng yếu như hai bờ Đông Tây sông Hàn. Thưa quý vị, nhằm phục vụ cho công tác thực hiện dự án đường vành đai 3, nhiều hộ dân đã chuyển về sinh sống tại khu tái định cư N3B Trung Hòa Nhân Chính với mong muốn là cuộc sống sẽ ổn định hơn, hiện đại hơn trong một khu đô thị mới. Vậy nhưng những gì họ nhận được chỉ là một khu chung cư ngày càng xuống cấp, không gian chung bị chiếm dụng không lý do. Ghi nhận đây của nhóm phóng viên bản tin Địa ốc 24 giờ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tường ẩm mốc, gạch dưới sàn nhà bong chóc. Thậm chí mỗi khi đi vệ sinh, gia đình ông Ninh Đức Từ còn phải đội nón để nước không chảy vào đầu. Đây là trạng hầu hết của các căn hộ thuộc chung cư N3B Trung Hòa Nhân Chính. Vấn đề đi lại ăn ở trong nhà là rất khó chịu, ẩm mốc. Có những hôm mà thời tiết mà nồm đấy thì gần như là trong nhà là rất là khó chịu, hôi hám rất là khó chịu, muỗi rất nhiều. Không chỉ không gian riêng mà không gian chung của tòa nhà như thang máy cũng đã hỏng hơn một năm nay. Đường thoát nước thì rò rỉ, cột chịu lực thì nứt toác làm đôi, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hơn 800 hộ dân sinh sống ở đây. Cầu thang máy là hỏng liên tục cho nhân dân thì là bỏ tiền nó sửa mấy lần rồi. Nhưng mà đến thời gian này là đến một năm nay rồi là cầu thang là không đi lại được. Nhân dân phải đi bộ từ tầng 11 xuống rất là vất vả. Còn chung cư thì xuống cấp là rột nát hết cái nọ cái kia, nhà cửa thì mối mọt đó. Dân tái định cư chúng tôi phải có nhà cộng đồng, có nhà chỗ để xe. Chứ bây giờ nhà để xe không có, nhà cộng đồng không có. Dân họp hành thì toàn ngồi ở cửa nhà xí, họp hành ở sảnh như thế là dân chúng tôi quá khổ rồi. Năm 2006, thực hiện dự án đường Vành Đai 3, những hộ dân này đã được bàn giao mặt bằng về sinh sống tại khu tái định cư ở tòa nhà N3B do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhưng chưa đến 10 năm, khu chung cư đã xuống cấp không khác gì một khu tập thể cũ. Toàn bộ tầng 1 bị chiếm dụng làm quán cà phê, nhà để xe thì chật chội, thiết bị phòng cháy, chữa cháy thì không đảm bảo an toàn. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn kêu cứu, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ các cấp quản lý. Người dân thì tất cả mời các cấp xuống đây, họ cũng chỉ lập biên bản và chỉ dừng lại cái là xin ý kiến các cấp chỉ đạo và giải quyết. Và hiện tại là nhà càng ngày càng trầm trọng, đấy, chúng tôi cũng không biết kêu với ai cả. Chất lượng nhà tái định cư vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. Và có lẽ
Chung cư N3B là một ví dụ điển hình cho việc quản lý lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các cơ quan có thẩm quyền. Vừa phản ánh, người dân tại chung cư N3B đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và bức xúc trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết. Vậy làm cách nào để những người dân ở đây có thể đảm bảo quyền lợi của mình trước thực trạng này? Nhóm phóng viên bản tin Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ luật sư Hà Kim Tân, giám đốc công ty luật Hà Trần để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, hiện nay cái tình trạng xuống cấp của các tòa nhà chung cư, đặc biệt là cái việc chiếm dụng diện tích sinh hoạt chung để cho thuê thành những quán hàng kinh doanh đang diễn ra rất là tràn lan và gây bức xúc cho người dân. Ông đánh giá như thế nào về tình trạng này ạ? Rõ ràng cái điều này nó đang ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng cuộc sống của dân cư tại những cái khu vực này và ảnh hưởng trực tiếp đến cái mỹ quan đô thị. Nó làm cho cái tình trạng mà khiếu kiện này rồi trong lĩnh vực nhà ở ngày càng được gia tăng và nó ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó nó cũng làm cái tình hình về an ninh trật tự nó cũng phức tạp hơn so với thời điểm này. Trong cái trường hợp mà chủ đầu tư hoặc là các cái cá nhân tổ chức nào đó mà sử dụng cái phần diện tích chung của những cái nhà chung cư mà không tuân thủ các cái quy định, nó dẫn đến những cái thiệt hại và không đúng cái quy định thì đều là cái hành vi vi phạm pháp luật. Và tôi cho rằng trong những cái trường hợp như này thì cần phải xử lý sớm và xử lý nghiêm minh. Lý do vì sao tình trạng này lại diễn ra trong nhiều năm qua? Phải chăng do quản lý của chúng ta vẫn còn rất là nhiều lỏng lẻo khiến cho người dân phải chịu nhiều thiệt thòi ạ? Đó là một phần là do các cái văn bản pháp luật của mình nó đang còn hạn chế, nó đang còn thiếu và đôi lúc còn chồng chéo. Cái thứ hai đấy là do một số những cái chủ đầu tư người ta cố tình nhập nhằng trong cái việc là sở hữu chung và sở hữu riêng khi mà ký hợp đồng mua bán căn hộ với các hộ dân. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó mà tôi cho rằng đó là cái việc là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các cái cơ quan chức năng nhiều lúc còn chưa được sát sao. Một cái nguyên nhân mà tôi cho rằng rất quan trọng đó là cái việc mà cái chế tài xử phạt của chúng ta hiện nay đang còn, tôi cho rằng là chưa đủ sức răn đe đối với những cái hành vi như thế này. Mặc dù đã có kiến nghị nhiều lần nhưng mà sự việc vẫn chưa được giải quyết. Vậy trong trường hợp này thì người dân phải làm gì để có thể bảo vệ quyền lợi của mình ạ? Trong trường hợp nếu như có đơn từ để yêu cầu giải quyết nhiều lần nhưng không được giải quyết thì người dân hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa án dân sự để yêu cầu tòa án đề nghị tòa án giải quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đối với những cái trường hợp đã được quy định cho hợp đồng mua bán và các quy định của Bộ luật dân sự. Và đặc biệt là nếu như mà người dân có phát hiện ra những cái hành vi mà nó có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì hoàn toàn có thể làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để có thể là cơ quan công an xem xét và có thể cái chủ đầu tư và cái người thực hiện hành vi đó hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cái hành vi của mình gây ra. Một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Nhìn những hình ảnh trung tâm thương mại Chợ Rộ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bị bỏ hoang, thành nơi tập kết và xưởng cưa gỗ mọc lên, khiến không ít người phải xót xa. Dự án có tổng vốn đầu tư 13,96 tỷ đồng với 10 công trình chính. Theo người dân, trung tâm thương mại Chợ Rộ được khánh thành vào năm 2010. Tuy nhiên, sau lễ khai trương rầm rộ, trung tâm này chỉ hoạt động eo uột với vài kiosk nhỏ lẻ, rồi bỏ hoang từ đó đến nay. Chính quyền địa phương cho biết, dự án trung tâm thương mại Chợ Rộ là một tổ hợp kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhằm thu hút lao động và phát triển kinh tế chung của xã. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, vì không phù hợp nên dự án bị bỏ hoang. Được biết, hiện chính quyền xã đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời làm việc vận động chủ đầu tư để nâng cấp, mở rộng các kiosk cho phù hợp với thói quen kinh doanh của bà con trong vùng. Thưa quý vị, theo nhiều chuyên gia phong thủy, cửa, bếp, phòng khách được gọi là những khu vực quan trọng trong một ngôi nhà. Cổng được xem là đại môn và cửa là tiểu môn, là những khu vực đầu tiên thu nạp khí từ bên ngoài vào. Để hiểu rõ hơn về một số vấn đề liên quan, chúng ta hãy cùng đến với mục tư vấn cùng chuyên gia Nguyễn Song Hà ngay sau đây. Xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dành thời gian cho bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Xin hỏi chuyên gia là trong phong thủy thì yếu tố về cổng và cửa có một vai trò như thế nào đối với cổng và cửa trong phong thủy? Luôn luôn có một cái quan niệm đó là nơi thu nạp khí
vào trong cái không gian của mặt bằng và không gian của một ngôi nhà, do đó là có vị trí vô cùng quan trọng. Các cái vị trí cổng cửa dù có đặt ở đâu thì phải luôn luôn chú ý là đó phải là khu vực dễ dàng thu nạp khí. Thứ hai, đó phải là khu vực mà được giữ gìn sạch sẽ. Bởi vì là cái việc mà cổng cửa không được giữ gìn sạch sẽ thì sẽ mang theo những cái tạp khí, hay còn gọi những cái khí xấu ở trong phong thủy vào trong cái mặt bằng cũng như trong ngôi nhà của chúng ta. Khi lựa chọn cổng cửa cho ngôi nhà của mình thì các gia chủ sẽ dựa vào những yếu tố nào? Chúng ta cần phải chú ý là đối với cổng và cửa trong phong thủy rất coi trọng đến cái yếu tố về chỉ số chiều rộng và chiều cao của cổng cửa. Thế chiều rộng và chiều cao của cổng cửa đó là ta đo thông thủy lọt khe sáng của cổng và cửa, chứ không phải là đo cả khuôn cửa. Và cái thông số này thì là thuộc về thước thiên lỗ ban, hay còn gọi là thước 52cm. Thì sẽ chọn các chỉ số đẹp trong cái loại thước này, tránh nhầm với loại thước đo khối bệ bậc và đo khối xây. Hình dáng và màu sắc của cổng cửa không phụ thuộc vào tuổi của gia chủ, mà là phụ thuộc vào vị trí phương vị mà cổng đặt ở khu vực nào. Khi cổng đặt ở khu vực phương Bắc thì cần chú ý là cổng nên có các cái gam màu thuộc màu đen, màu xanh lam, xanh dương, màu trắng, màu ghi. Cổng ở phương Nam thì nên là các cái màu như là màu xanh ngọc, xanh lá cây, hay màu vàng, màu nâu. Cổng ở phương Tây và phương Tây Bắc thì chúng ta cần chú ý là cổng nên có tông màu là màu nâu, vàng kem, vàng sữa, trắng ghi. Cổng ở phương Đông, phương Đông Nam chúng ta cần chú ý cổng nên có các sắc màu là sắc màu xanh ngọc, xanh lá cây, xanh lam, xanh dương, đen. Còn cổng ở phương Đông Bắc và Tây Nam thì chúng ta lại cần chú ý là cổng nên có các cái tông màu vàng, vàng kem, vàng sữa, nâu. Trong trường hợp mà ngôi nhà có những cái xung xạ từ môi trường xung quanh, chẳng hạn như là có con đường đâm vào cửa, thì ta có những cái cách xử lý như thế nào để hạn chế những cái vi phạm trên ạ? Khi mà chúng ta bị các cái xung xạ đó thì chúng ta sẽ dùng phương pháp để xử lý. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng ba loại thiết bị mà nổi tiếng nhất. Đó là thứ nhất là chúng ta sử dụng hương cầu lối ô tô. Xung xạ đâm vào đâu thì chúng ta sẽ sử dụng hương cầu lối ô tô chiếu vào đó. Ví dụ đường đâm vào thì chúng ta dùng hương cầu lối ô tô chiếu vào đường, góc tường, các cái góc nhà, góc cạnh nhà, góc nhọn đâm vào, hay là đao chùa, đao đình, đao đền, đao miếu đâm vào thì chúng ta cũng sử dụng hương cầu lồi. Rồi thì chúng ta có thể kết hợp sử dụng đến cái đồng ngũ phúc lâm môn, chính là một đồng chất liệu bằng đồng và có biểu tượng là 5 con rơi vây quanh một chữ phúc, hoặc 5 con rơi vây quanh một đồng tiền. Hoặc chúng ta có thể sử dụng dòng chữ ngũ phúc lâm môn, chúng ta treo ở phía bên trong của cửa, các cái đố cửa cũng như bên trong các cái đố cổng, để hóa giải cái những cái năng lượng xấu đi vào bên trong cửa. Xin cảm ơn chuyên gia đã có những cái tư vấn về phong thủy cho chương trình Bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Những tư vấn cùng với chuyên gia Nguyễn Song Hà vừa rồi đã kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay 14 tháng 11. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị gửi về email dieoc24h@vtc.gov.vn hoặc gửi thư về theo địa chỉ Ban biên tập chương trình Địa ốc 24 giờ, kênh VTC1 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.